Sử Ký Nhất chương 20, chiếm thành Giáp Bang. Vào mùa xuân năm sau, lúc các vua ra đi chinh chiến, Joab đem quân tàn phá lãnh thổ người Ammon, người đến và bao vây thành Rabba. Còn David ở lại thành Jerusalem. Joab tấn công và hủy phá thành Rabba. David lấy cái mão cẩn ngọc quý, cân nặng đến 34 kg vàng trên đầu vua của chúng đội lên đầu mình. Người cũng chiếm đoạt nhiều chiến lợi phẩm trong thành. Còn dân trong thành, vua đem ra bắt làm lao công, sử dụng cưa, bừa sắt và rìu. Vua David làm như vậy với tất cả các thành của dân Ammon. Bây giờ vua David và toàn quân trở về Jerusalem. Sau đó có chiến tranh với người Philistin tại Gê-xe. Sibekai, người Hushatit, đánh giết Sibbai, một trong những con cháu của những người khổng lồ. Thế là chúng phải thuận phục. Lại có chiến tranh với người Philistin, En-hanan, con trai của Giai-rơ, đánh giết Lát-mi, em của Goliath, người Gát, cán giáo của nó lớn như trục khung cưỡi thợ dệt. Trong một trận chiến khác tại Gát, có một người khổng lồ tay chân có 6 ngón, tất cả là 24 ngón. Người này cũng thuộc dòng dõi người khổng lồ. Hắn chửi rủa Israel, nhưng Jonathan, con trai của Shimea, anh David đánh giết nó. Những người này thuộc dòng dõi những người khổng lồ tại Gát. Chúng bị David và bầy tôi người đánh hạ. Sử Ký Nhất chương 21. Kiểm tra dân số. Satan nổi lên chống Israel. Nó xúi dục vua David kiểm tra dân Israel. Vua David bảo Joab và các người lãnh đạo dân chúng: hãy đi kiểm kê dân số Israel từ Beersheba đến Dan và cho ta biết dân số. Joab thưa: nguyện Chúa tăng dân số ngài lên gấp trăm lần. Tâu vua, Chúa tôi, không phải tất cả đều là thần dân của Chúa sao? Tại sao Chúa tôi lại muốn làm điều này? Ngài muốn Israel phải mắc tội sao? Nhưng lệnh vua thắng hơn lời can của Joab, nên Joab đi khắp Israel rồi trở về Jerusalem. Joab trình dân số cho vua David. Cả Israel có 1.100.000 người có thể cầm gươm, và Juda có 470.000 người có thể cầm gươm. Nhưng chưa kể dân số giữa chi tộc Levi và Benjamin, vì Joab ghê tởm mệnh lệnh của vua. Mệnh lệnh này là một điều ác trước mặt Đức Chúa Trời, nên ngài hình phạt Israel. David thưa cùng Đức Chúa Trời: con đã phạm tội nặng khi làm điều này. Xin tha tội cho tôi tới ngài, vì con đã hành động vô cùng dại dột. Chúa phán cùng Gác, vị tiên kiến của David: hãy đi nói với David, Chúa phán như vậy: ta cho ngươi 3 điều, hãy chọn một để ta thi hành. Gác đến và nói với David, Chúa phán như vậy: ngươi hãy chọn lấy, hoặc 3 năm đói kém, hoặc 3 tháng bị quân thù càn quét và đánh bại, hoặc bị gươm của Chúa phạt trong 3 ngày, tức là ôn dịch trong đất nước, thiên sứ của Chúa sẽ tàn phá toàn cõi Israel. Bây giờ vua chọn điều nào để tôi phải trình lại cùng đấng đã sai tôi? David nói với Gác, ta rất buồn rầu, xin cho ta sa vào tay của Chúa, vì lòng thương xót của ngài rất lớn. Xin đừng để ta sa vào tay người phàm. Chúa giáng ôn dịch xuống Israel, làm cho 70.000 người Israel ngã gục. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến hủy diệt Jerusalem. Nhưng khi thiên sứ đang làm điều đó, Chúa thấy và đổi ý về tai họa này. Ngài bảo thiên sứ đang hủy diệt: đủ rồi, hãy dừng tay lại. Bây giờ thiên sứ của Chúa đang đứng tại sân đạp lúa của Ọc-nan người Jebusit. Khi ấy vua David ngước mắt nhìn, thấy thiên sứ của Chúa đang đứng trên không trung giữa trời và đất, tay tuốt gươm hướng về Jerusalem. Vua David và các trưởng lão đang mặc vải thô, cúi mặt sát đất. Vua David thưa với Đức Chúa Trời, không phải chính con là người ra lệnh kiểm tra dân số? Con là người đã phạm tội và làm điều ác này sao? Còn những con chiên này, họ có làm gì đâu?
Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của con, xin tay Chúa hãy phạt con và nhà cha con, nhưng xin đừng giáng ôn dịch này trên dân Chúa. Bấy giờ, thiên sứ của Chúa truyền cho Gác nói với David rằng, vua hãy đi lên xây một bàn thờ cho Chúa tại sân đạp lúa của Ornan, người Jebusit. Vậy vua David đi lên theo như lời Gác đã nhân danh Chúa phán. Khi ấy, Ornan đang đập lúa, ông xoay lại thấy thiên sứ. Còn bốn người con đang ở đó thì ẩn trốn. Vua David đi về phía Ornan. Khi thấy vua David, Ornan rời khỏi sân đập lúa, cúi đầu sát đất chào vua David. Vua David nói với Ornan, hãy bán sân đạp lúa này cho ta để ta xây bàn thờ cho Chúa. Hãy bán cho ta sẽ trả giá đầy đủ. Như thế ôn dịch sát hại dân chúng mới chấm dứt. Ornan thưa cùng vua David, xin vua cứ lấy, xin vua chúa tôi cứ làm theo điều đẹp ý ngài. Tôi cũng xin dân bò để làm tế lễ thiêu, bàn đập lúa để làm củi đốt, lúa mì để làm tế lễ chay, tôi xin dân tất cả. Vua David trả lời Ornan, không được, ta không muốn lấy của ngươi để dâng cho Chúa, ta sẽ trả tiền đầy đủ. Ta không thể dâng một tế lễ thiêu mà không tốn kém gì. Vậy vua David trả cho Ornan 600 siếc lơ vàng để mua miếng đất. Vua David xây một bàn thờ cho Chúa tại đó. Người cũng dâng tế lễ thiêu, tế lễ cầu an và cầu khẩn Chúa. Ngài đáp lời vua bằng lửa từ trời giáng xuống tế lễ thiêu trên bàn thờ. Bấy giờ, Chúa truyền cho thiên sứ tra gươm vào vỏ. Khi vua David thấy Chúa đáp lời cầu nguyện mình tại sân đạp lúa của Ornan, người Jebusit, vua dâng tế lễ tại đó. Vì lúc ấy, đền tạm của Chúa mà Môi-se đã làm trong sa mạc và bàn thờ tế lễ thiêu đang để tại nơi cao ở Gabaon. Vua David không thể lên đó để cầu khẩn Đức Chúa Trời vì người sợ lưỡi gươm của thiên sứ của Chúa. Sử ký nhất chương 22. Bấy giờ vua David tuyên bố chỗ này sẽ là nhà Chúa, là Đức Chúa Trời, và bàn thờ để người Israel dâng tế lễ thiêu cũng sẽ ở đây, chuẩn bị xây đền thờ. Vua David truyền tập họp tất cả những ngoại kiều trên lãnh thổ Israel, đặt thờ đá đẽo, những phiến đá để xây nhà Đức Chúa Trời. Vua cung cấp rất nhiều sắt để làm đinh cho các cửa cổng và làm móc, còn đồng thì nhiều không thể cân được. Gỗ bá hương nhiều vô số vì người Sidon và Tyre đem rất nhiều gỗ bá hương cho vua David. Vua David nói, Salomon con ta còn trẻ, thiếu kinh nghiệm mà đền của Chúa thì phải xây vĩ đại, nguy nga và nổi tiếng khắp các nước. Vậy ta phải chuẩn bị cho nó. Vì thế vua David chuẩn bị rất chu đáo trước khi qua đời. Vua cho gọi thái tử Salomon truyền lệnh cho người xây đền thờ Chúa, là Đức Chúa Trời của Israel. Vua David nói với Salomon, hỡi con ta, lòng ta muốn xây một đền cho danh Chúa, là Đức Chúa Trời ta, nhưng lời Chúa phán với ta, ngươi đã làm đổ máu nhiều, đã đánh nhiều trận chiến. Ngươi sẽ không xây đền thờ cho danh ta vì trước mặt ta, ngươi đã làm đổ máu nhiều trên đất. Kìa, một đứa con của ngươi, nó sẽ là một người được yên ổn. Ta sẽ cho nó được yên ổn, không bị kẻ thù xung quanh quấy nhiễu. Thật vậy, Salomon sẽ là người đó. Trong thời người ta sẽ ban cho Israel bình an, yên ổn. Chính người sẽ xây một đền thờ cho danh ta. Người sẽ là con ta sẽ là cha người. Ta sẽ lập ngôi vua cho người trên Israel muôn đời. Vậy hỡi con ta, nguyện Chúa ở cùng con, giúp con thành công trong việc xây đền thờ Chúa, là Đức Chúa Trời của con, y như lời Ngài đã phán về con. Nguyện Chúa cũng ban cho con khôn ngoan, sáng suốt khi đặt con lãnh đạo Israel, để con tuân giữ kinh luật của Chúa, là Đức Chúa Trời của con. Như thế con sẽ thành công, nếu con cẩn thận tuân theo các quy luật và sắc lệnh Chúa truyền Môi-se ban cho Israel. Hãy mạnh mẽ và can đảm lên, chớ sợ hãi và nản chí. Này ta đã khổ nhọc cung cấp cho đền thờ Chúa,
3.450 tấn vàng, 34.500 tấn bạc, đồng và sắt thì không thể cân được. Ta cũng cung cấp vô số gỗ và đá, con có thể thêm vào. Con cũng có nhiều công nhân, thợ đáng, thợ nề, thợ mộc và những người thông thạo đủ mọi ngành nghề. Những người thợ vàng, thợ bạc, thợ đồng, thợ sắt thì vô số. Hãy đứng lên và làm việc, Chúa sẽ ở cùng con. Vua David ra lệnh cho tất cả những người lãnh đạo Israel phải giúp đỡ Thái tử Solomon. Vua bảo, không phải Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi đang ở với các ngươi sao? Ngài ban cho các ngươi bốn bề yên ổn, vì Ngài đã ban cho ta, cư dân trong nước và lãnh thổ này, đã khuất phục trước mặt Chúa và trước mặt dân Ngài. Vậy bây giờ, hãy hết lòng, hết linh hồn tìm kiếm Chúa là Đức Chúa Trời các ngươi. Hãy đứng lên xây thánh điện cho Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi. Hãy đem rương giao ước của Chúa và các vật thánh của Đức Chúa Trời vào đền mà các ngươi xây cho danh Chúa. Sử ký nhất chương 23. Nhiệm vụ của những người Lê Vi. Khi David đã già tuổi cao, ông lập thái tử Solomon lên làm vua Israel. Vua cũng tập họp tất cả những người lãnh đạo Israel, những thầy tế lễ và người Lê Vi. Người Lê Vi từ 30 tuổi trở lên đều được kiểm kê. Tổng số người là 38.000 người. Trong số những người ấy, 24.000 người lo điều hành công việc đền thờ Chúa, 6.000 người là quan viên và thẩm phán, 4.000 người canh giữ cổng, 4.000 người ca ngợi Chúa bằng nhạc khí David đã chế tạo. Vua David chia người Lê-vi thành từng bang, theo các con của Lê-vi là Gẹt-sôn, Kê-hát và Mê-sa-ri. Các con của Gẹt-sôn là La-ê-đan và Si-mê-i. Các con trai của La-ê-đan, Giê-hi-ên đứng đầu rồi đến Sê-tham và Dô-ên, tất cả là 3 người. Các con trai của Si-mê-i là Sê-lô-mi, Ha-si-ên và Ha-răng, 3 người. Những người này là trưởng tộc La-ê-đan. Và các con trai của Si-mê-i là Gia-hát, Si-na, Giê-úc và Bê-ri-a. Đây là 4 con trai của Si-mê-i. Gia-hát đứng đầu, thứ nhì là Si-sa, còn Giê-úc và Bê-ri-a không có nhiều con cháu nên được kể chung vào một tộc. Các con trai của Kê-hát là Am-ram, Dít-sê-ha, Hép-rôn và U-si-ên, 4 người. Các con trai của Am-ram là A-rôn và Mô-sen. A-rôn được tách riêng ra, ông và dòng dõi ông để dâng những lễ vật chí thánh, đời đời dâng tế lễ cho Chúa, phục vụ Ngài và nhân danh Ngài chúc phước cho dân muôn đời. Mô-sen là người của Đức Chúa Trời. Các con ông được kể vào chi tộc Lê-vi. Các con trai của Môi-se là Gẹt-sôn và Eli-ê-se. Trong vòng con cháu Gẹt-sôn, Sê-bu-ên là trưởng. Con trai của Eli-ê-se là Rê-ha-bia làm trưởng. Eli-ê-se không có con trai nào khác, nhưng Rê-ha-bia có nhiều con cháu. Trong số con cháu của Dít-sê-ha, Sê-lô-mi là trưởng. Trong số các con trai của Hép-rôn, Giê-si-gia là trưởng. Thứ nhì là A-ma-ria. Thứ ba là Gia-ha-si-ên và Giê-ca-mê-am thứ tư. Các con trai của U-si-ên gồm có Mi-ca trưởng và Di-si-gia thứ. Các con trai của Mê-ra-ri là Mác-li và Mu-si. Các con trai của Mác-li là Ê-lê-a-sa và Kích. Ê-lê-a-sa chết không có con trai, chỉ có con gái. Và các con trai của Kích là họ hàng, cưới chúng làm vợ. Các con trai của Mu-si là Mác-li, Ê-đê và Giê-rê-mốt, tất cả là 3 người. Đây là con cháu Lê-vi theo tông tộc. Các trưởng tộc được ghi danh theo tộc mình. Họ là những người nam từ 20 tuổi trở lên làm công việc phục dịch trong đền thờ Chúa. Vì vua David nói rằng, Chúa, Đức Chúa Trời của Israel đã ban cho dân Ngài yên ổn và Ngài đến ngự tại Jerusalem đời đời. Người Lê-vi cũng không còn phải khiêng đền tạm và những vật dụng phụng vụ nữa. Theo lời dặn sau cùng của vua David, người ta kiểm kê số người Lê-vi từ 20 tuổi trở lên. Vậy công việc của người Lê-vi là giúp con cháu A-rôn trong việc phục dịch đền thờ Chúa
coi sóc các sân đền, các phòng bên cạnh, lo việc thanh tẩy các vật dụng thánh và phục dịch đền thờ Đức Chúa Trời. Họ cũng lo sắp bánh lên bàn thờ, bột mì cho tế lễ chay, bánh tráng không men, việc nướng bánh trộn dầu, các cân lượng và kích thước. Mỗi buổi sáng và buổi chiều, người Lê Vi phải đứng đó cảm tạ và ca ngợi Chúa. Và khi tế lễ thiêu được dâng lên Chúa vào những ngày Sa-bát, ngày trăng mới và ngày lễ, họ theo số người đã quy định thường xuyên túc trực trước mặt Chúa. Như vậy, họ có trách nhiệm về trại hội kiến, về nơi thánh và cùng với con cháu A-rôn. Bà con của họ lo phục dịch đền thờ Chúa. Sự ký nhất chương 24, các ban thầy tế lễ. Các phân ban trong con cháu A-rôn, các con trai của A-rôn là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithamar. Nhưng Nadab và Abihu chết trước cha chúng và không có con. Eleasa và Ithamar trở nên thầy tế lễ. Vua David cùng với Sa-đốc thuộc dòng dõi Eleasa và Ahimelech thuộc dòng dõi Ithamar phân chia các thầy tế lễ thành các ban phục vụ. Giữa vòng con cháu Eleasa có nhiều trưởng tộc hơn là con cháu Ithamar, nên người ta phân chia như sau: 16 trưởng tộc thuộc dòng dõi Eleasa và 8 trưởng tộc thuộc dòng dõi Ithamar. Những người này được phân chia theo ban bằng cách rút thăm, vì họ đều là những viên chức thánh điện. Viên chức của Đức Chúa Trời thuộc con cháu Eleasa và Ithamar. Shemaya là thư ký con của Nathanael thuộc chi tộc Levi, ghi chép tên của họ trước mặt vua, các quan, thầy tế lễ Sa-đốc Ahimelech, con trai Abitha và các trưởng tộc của thầy tế lễ và người Levi. Cứ mỗi gia tộc thuộc Eleasa thì một gia tộc thuộc Ithamar lại được rút thăm. Thăm thứ nhất trúng Jehoiarib, thăm thứ nhì vào Jedaea, thăm thứ ba trúng Harim, thứ tư vào Seorim, thứ năm trúng Mankia, thứ sáu vào Miamin, thứ bảy trúng Cốt, thứ tám vào Abia, thứ chín trúng Jesua, thứ mười vào Shekania, thứ mười một trúng Eliashib, thứ mười hai vào Jakim, thứ mười ba trúng Hupba, thứ 14 vào Yesebab, thứ 15 trúng Binga, thứ 16 vào Ime, thứ 17 trúng Hesia, thứ 18 vào Phiset, thứ 19 trúng Phetahia, thứ 20 vào Ezechien, thứ 21 trúng Jakin, thứ 22 vào Gamun, thứ 23 trúng Delaya, thứ 24 vào Maasia. Đây là các ban phục vụ trong đền thờ Chúa theo những luật lệ mà tổ phụ họ là A-rôn thiết lập như Chúa, Đức Chúa Trời của Israel đã truyền. Những con cháu còn lại của Lê-vi: trong con cháu Amram có Suba-en, trong con cháu Suba-en có Dê-đia, còn về con cháu Rê-ha-bia, Di-si-a là trưởng, trong con cháu Dích-xê-ha có Sê-lô-mốt, trong con cháu Sê-lô-hốt có Gia-hát, trong con cháu Hebron có Jeriah, con trưởng Amaria thứ nhì, Yahasien thứ ba và Yakameam thứ tư. Trong con cháu Usien có Mika, trong con cháu Mika có Samir, anh em của Mika là Jithia. Trong con cháu Jithia có Sachari, trong con cháu Merari có Makli và Musi. Trong con cháu của Yaasia có Beno. Các con trai của Merari là Beno, Soham, Sakua và Iberi. Về dòng Makli có Eleasa, người không có con trai. Trong con cháu Kích Co, Jezakmeen. Các con trai của Musi là Makli, Ede và Jezimot. Đó là con cháu Levi theo tông tộc của chúng. Họ cũng bắt thăm như những anh em của họ thuộc dòng dõi A-rôn đã làm trước mặt vua David, Sa-đốc, Abimelech, cùng trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Những trưởng tộc cũng bắt thăm như những người em của mình.
Sử ký nhất chương 25. Các ca nhạc sĩ trong đền thờ. Vua David cùng với những người chỉ huy quân đội cũng tách riêng một số con cháu Asaph, Heman và Jeduthun cho công việc phục dịch. Những người này nói tiên tri với tiếng đàn hạt, đàn lia và chập chỏa phụ họa. Danh sách những người phục dịch như sau: các con trai của Asaph: Sakua, Joseph, Nethania và Asarela. Các con trai Asaph phục vụ dưới quyền của ông, còn chính Asaph thì nói tiên tri dưới quyền vua. Các con trai của Jeduthun: Gedalia, Seri, Isa, Hasabia, Matithia và Simei. Sáu người tất cả phục vụ dưới quyền cha mình. Jeduthun nói tiên tri với đàn hạt phụ họa để cảm tạ ca ngợi Chúa. Các con trai của Heman: Bukkiya, Mathania, Ucien, Shebuen, Jeshimot, Hanania, Hanania, Eliatha, Gidanthi, Somamtiese, Yokbekasa, Malothi, Hothia và Mahasiot. Tất cả những người này là con của Heman, vị tiên kiến của vua, theo lời Đức Chúa Trời hứa để tôn vinh quyền năng Ngài. Đức Chúa Trời ban cho Heman 14 con trai và 3 con gái. Tất cả những người trên đều ở dưới quyền cha mình lo về âm nhạc trong đền thờ Chúa. Họ sử dụng chập chỏa, đàn lia, đàn hạt dưới quyền Asaph, Jeduthun và Heman theo lệnh vua để phục vụ nhà Đức Chúa Trời. Cùng với dòng họ mình, chúng là những người có khả năng được huấn luyện về âm nhạc để phục vụ Chúa. Số người là 288 người. Họ bắt thăm để nhận nhiệm vụ, lớn cũng như nhỏ, thầy cũng như trò. Thăm thứ nhất rơi nhầm Joseph thuộc dòng Asaph, thăm thứ nhì trúng Gedalia. Những người họ hàng và các con người, tất cả 12 người. Thăm thứ ba nhầm Sakua, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ tư trúng Jitseri, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ năm nhầm Nethania, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ sáu trúng Bukkiya, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ bảy nhầm Yesarela, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ tám trúng Isa, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ chín nhầm Mathania, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ 10 trúng Simei, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ 11 nhầm Asaren, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ 12 trúng Hasabia, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ 13 nhầm Subaen, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ 14 trúng Matithia, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ 15 nhầm Jeremoth, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ 16 trúng Hanania, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ 17 nhầm Yokbekasa, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ 18 trúng Hanania, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ 19 nhầm Malothi, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ 20 trúng Eliyata, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ 21 nhầm Hothia, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ 22 trúng Gidanthi, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ 23 nhầm Mahasiot, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. Thăm thứ 24 trúng Romamtiese, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người.